Xin kính chào quý vị và các bạn. Theo Trung tâm dự báo ngư trường khai thác hải sản, Viện nghiên cứu hải sản, từ nay đến ngày 23 tháng 9, bà con có thể khai thác cá ngừ đại dương với năng suất trung bình tương ứng với những ô màu xanh lá trên bản đồ. Tuy nhiên thì bà con lưu ý là vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, ra đến ngoài khơi khu vực Nam biển Đông cũng như là huyện đảo Trường Sa thì cảnh báo gió Tây Nam cấp 5 cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Ngoài ra thì trời sẽ còn có mưa rông đi kèm với các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Với khu vực vùng biển, từ Cà Mau đến Kiên Giang thì gió không quá mạnh, cấp 4, cấp 5. Thế nhưng mà trời cũng có mưa rông rải rác, kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 đến 10 km và độ cao sóng từ 0,50 cho đến 1,50 m Với khu vực vùng biển, từ Bình Định xuống đến Ninh Thuận thì chiều và đêm nay cảnh báo lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Sóng có lúc cao đến 2,50 m nơi mà có thời tiết ổn định, bà con có thể yên tâm khai thác, đó chính là vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ xuống đến Quảng Ngãi, cũng như là huyện đảo Hoàng Sa. Dự báo là trời ít mưa, có nắng, gió ở đây không quá cấp 3, biển êm. Về thời tiết đất liền Trung Bộ, thì với các thành phố ở khu vực phía Bắc miền Trung, từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nay sẽ có nắng, mức nhiệt là từ 32 cho đến 34 độ. Còn với khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Phan Thiết, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Về chiều tối thì khu vực này một số điểm sẽ xuất hiện mưa rông. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất cho các bản tin thời sự tiếp theo.